Tại hội nghị tham tán thương mại và trưởng cơ quan thương vụ khu vực thị trường châu Mỹ do Bộ Công Thương tổ chức, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, trong thành tích chung của ngành công thương có sự đóng góp quan trọng, tích cực của hệ thống thương vụ Việt Nam ở châu Mỹ. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các tham tán thương mại, trưởng cơ quan thương vụ trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, xúc tiến xuất khẩu, khai thác hiệu quả các khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các hiệp định thương mại tự do và các cơ chế hợp tác song phương khác, mà còn kết nối đầu tư, hỗ trợ hợp tác đầu tư, qua đó phục vụ thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bộ trưởng cho rằng, hội nghị tham tán thương mại khu vực châu Mỹ lần này có sự tham gia của thương vụ, chi nhánh thương vụ, văn phòng xúc tiến thương mại ở những địa bàn trọng yếu tại khu vực châu Mỹ và đại diện các đơn vị chức năng của Bộ. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác thương vụ khu vực châu Mỹ thời gian qua và bàn định hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước.